Hoa hậu Campuchia đặt váy từ Việt Nam để trao lại vương miện. Thưa quý vị và các bạn, để tỏa sáng trong khoảnh khắc trao lại vương miện cho người kế nhiệm, Hoa hậu Campuchia đã đặt nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn làm riêng cho cô bộ trang phục lộng lẫy nhất. Mới đây, Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2018, Jen Sinat đã liên hệ đặt may riêng bộ trang phục dạ hội từ Nguyễn Minh Tuấn. Người đẹp bày tỏ mong muốn chiếc váy của nhà thiết kế Việt sẽ giúp cô tự tin tỏa sáng trong khoảnh khắc trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Theo đó, bộ váy mang màu vàng nổi bật cúp ngực khoe vòng một gợi cảm cho Hoa hậu sinh năm 1995. Để làm xong bộ trang phục, Nguyễn Minh Tuấn sử dụng 1.000 viên đá pha lê đính kết trong 10 ngày. Thiết kế lấy cảm hứng từ nhân vật Dere trong phim Người đẹp và quái vật. Để tạo độ phồng cho phần chân váy, nhà thiết kế dùng 100 mét lưới. Màu vàng của thân váy mang đến sự lộng lẫy nữ quyền và huy hoàng cho người mặc, cũng là gam màu được ưa chuộng của người Campuchia. Chỉ sau ít giờ chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân, thiết kế của Nguyễn Minh Tuấn nhận hàng trăm bình luận khen ngợi của fan trong nước và quốc tế dành cho bộ trang phục. Sinat cao 1m68, cô cũng là một người mẫu. Năm 2017, Sinat giành chiến thắng Hoa hậu Campuchia 2017 và đại diện cho đất nước của mình tại Hoa hậu Hoàn vũ 2018 ở Thái Lan. Sở hữu hình thể nóng bỏng nhưng mỹ nhân 23 tuổi không may mắn vào top cao. Ngoài ra, trong quá trình thi, đại diện xứ Chùa Tháp bị Hoa hậu Mỹ Sarah Rosie Summer mỉa mai về vốn tiếng Anh kém. Vụ việc khiến người hâm mộ Campuchia phản ứng rất dữ dội. Cô sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2019 trong đêm chung kết vào ngày 31 tháng 3. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.